Có thể nói rằng, hai tập 21-22 vừa lên sóng của Sơ Kiều Truyện vào tối ngày 21 tháng 6 là tổ hợp của sự hả dạ, hồi hộp, gây cấn cùng đau lòng. Tiếp nối tình tiết của tập trước, Tinh Nhi đã thành công lẻn vào Cực Lạc Các, cho Vũ Văn Tịch một nhát dao. Quá sợ hãi bởi sự tấn công bất ngờ, Tịch Lão Thái Gia đã gọi ngay một đội lính lớn thân cận vào triệt hạ Tinh Nhi. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, nàng đã hạ hết những người đó và tiễn Vũ Văn Tịch về miền Cực Lạc. Nhớ đến tỷ tỷ hiệp tương, ngũ ca lầm tích, Tinh Nhi vừa căm phẫn, vừa đau lòng cũng như ra tay không nể nang. Nhờ tấm bản đồ của Tả Bảo Thương, Tinh Nhi thành công thoát khỏi những cái bẫy được giăng trong Cực Lạc Các. Tả Bảo Thương còn xuất hiện để đưa cho nàng thanh kiếm cùng bộ cánh rơi. Thế nhưng vào lúc Tinh Nhi đang chuẩn bị rời đi, Vũ Văn Nguyệt đã biết chuyện và đến chặn đường nàng. Dù biết Tinh Nhi đã đổ hết tội lỗi giết Vũ Văn Tịch lên đầu mình, Lãnh công tử vẫn điềm tĩnh, hai người vẫn có màn cãi vã quyết liệt. Thậm chí Tinh Nhi còn lật ngửa về chuyện tổ phụ Vũ Văn trước vẫn còn sống, rồi đập tan chiếc chuông bạc mà Lãnh công tử đích thân làm riêng cho nàng. Vào phút gay cấn nhất, Vũ Văn Nguyệt giữ tay Tinh Nhi để nàng không ngã xuống từ tầng cao. Nhưng chính Tinh Nhi đã rút kiếm phủi sạch mối quan hệ giữa mình và Vũ Văn Nguyệt và Thanh Sơn Viện. Cánh rơi của nàng gặp trục trặc, song Thế tử Yến Tuân đã kịp thời đến giải cứu. Trước đó nghe tin Tinh Nhi ra tay với Vũ Văn Tịch, Yến Tuân đã vội vã đi tìm nàng mà chẳng màng đến sự an nguy của bản thân. Ra đến cổng thành, họ bị người của Hoàng thượng chặn đường. Tinh Nhi giúp đám Yến Tuân thoát khỏi Trường An một cách nhanh chóng. Những tưởng nàng sẽ theo Yến Tuân từ đây, thế nhưng cuối cùng Tinh Nhi vẫn muốn đường ai nấy đi. Nàng lên ngựa, rồi đi tìm hai muội muội là Tiểu Thất cùng Tiểu Bát. Về phần Vũ Văn Nguyệt, chàng bị tổ phụ ép ra tay với Tinh Nhi và không được can thiệp vào chuyện của Yến Bắc. Rơi vào bẫy mà Lãnh công tử giăng ra, Tinh Nhi vẫn rất bình tĩnh để xử lý. Thế nhưng, đến khi thực sự đối mặt với Vũ Văn Nguyệt, thậm chí còn được chàng cho cơ hội xuống tay, Tinh Nhi lại do dự. Vào phút suýt bị người của Vũ Văn Nguyệt bắt, Thế tử lại xuất hiện và giải cứu nàng một lần nữa. Lần này Tinh Nhi không chút do dự lựa chọn, nắm tay Tuân thật chặt, còn Lãnh công tử nhìn theo với ánh mắt đau lòng. Trên đường quay về Yến Bắc, đội của Yến Tuân lại bị người của Vũ Văn Hoài phục kích. Yến Tuân và Tinh Nhi phối hợp với nhau, hạ gục Võ Văn Hoài. Vào giây phút quyết định, thuộc hạ của tổ phụ xuất hiện, sử dụng mũi tên thần thánh để ngăn hai người họ. Thế nên Vũ Văn Hoài mới thành công tóm được Yến Tuân cùng với Tinh Nhi, áp giải về thành Trường An. Điều này khiến cho Lãnh công tử vô cùng tức giận, bởi chàng vốn chẳng thể ra tay với Tinh Nhi. Công chúa Nguyên Thuần biết được chuyện Yến Tuân đang gặp nguy hiểm, nàng đổi quần áo cùng với một cung nữ thần thiết để trốn ra ngoài đi tìm Yến Tuân. Thế nhưng mẫu hậu nương nương đã phát hiện ra kế hoạch này và trừng phạt cô cung nữ đó. Chứng kiến tận mắt người thân cận bị chết vì mình, Nguyên Thuần không khỏi sốc. Hai tập tiếp theo của Sơ Kiều Truyện sẽ lên sóng vào tối ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6, trong khung giờ thanh xuân của Đài Hồ Nam. Vừa qua, lượt xem trực tuyến của Sơ Kiều Truyện cũng vừa phá mốc 10 tỷ, khiến cho người hâm mộ vô cùng phấn khởi. Đã có 招呼吗?